Ủa con làm gì ngồi đây vậy? Sao con qua nhà thằng tí chơi? Dạ, tại cha thằng tí nó đuổi con về rồi. Chắc cha nó có việc bận nên kêu con về đó. Con đi rửa tay rửa chân đi, chút cha về thấy cha la đó. Dạ. Ủa, mà mẹ ơi mẹ. Mẹ. Sao nhà thằng tí nó giàu quá vậy mẹ? Ai nói với con vậy? Dạ, tại vì hồi nãy á, lúc cha nó đuổi con về, con với thằng tí núp ở ngoài kẹt cửa nhìn vô, thấy cha nó đưa cho tay nhiều vàng lắm mẹ, một tay nãy bự như nè. Sao con biết đó là vàng? Dạ, tại thằng tí nó nói với con là nhà nó có nhiều vàng lắm à. Thôi, con đi rửa tay nhanh đi, cha về thấy cha la đó. Dạ. À, cha về. Đi đi con. Mình uống nước đi mình. Hồi nãy tôi về tới cổng á, tôi có nghe thằng Đạt nó nói cái gì mà nhà ai giàu nhiều vàng vậy? Thì nhà ông Sủ, cha thằng Tý nó khoe nhà nó có nhiều vàng lắm. Nhà nó buôn trầm mà, có nhiều vàng, giàu có là đúng rồi. Em nghe nói tìm trầm khó lắm, nhiều người phải bỏ mạng trong rừng sâu á. Đã vậy mà sẽ có nhiều người đổ xô đi tìm. Thì ai tìm được trầm á là giàu to, phải chấp nhận mạo hiểm một chút chứ. Giống như nhà cha Sủ cũng vậy, chỉ mua lại của mấy tay phu trầm thôi mà còn giàu có cỡ đó mà. Mạo hiểm cái mạng của mình để đổi lấy vàng á hay lấy tiền á, em không chịu đâu. Thà nghèo vậy còn hơn. Thôi em ra bìa rừng hái ít nấm, hôm qua đi ngang thấy có nhiều nấm lắm. Em đi nha mình. Dạ, có ai ở nhà không? Có chủ nhà ở nhà không? Ai vậy? Ai vậy? Ai kiếm chủ nhà? Dạ dạ, em phải ăn trộm. Dạ. Núp núp lo lo, ăn trộm phải không? Dạ dạ, không phải ăn trộm, tôi phải ăn trộm. Ai? Tìm ai? Tôi là Tư Hợi. Vô, mừng anh em mình hội ngộ. Dạ. Hỏi thiệt nha, mấy năm nay chú Tư chú lập nghiệp ở đâu vậy? Cũng không nói dối gì anh. Khi mà tôi bỏ cái làng mà tôi đi á, tôi đi tìm việc làm, đi hoài đi mãi cũng không biết đâu. Nhưng mà cũng may lắm, tôi có cái duyên duyên cơ nên tôi đi tu luôn. Hả? Bỏ xứ này đi tự nhiên đi tu? Đi là tu. Sao? Mời tới đây nè. Dùng đi. Anh em cứ nhâm nhi rồi từ từ hàn huyên tâm sự. Chị lúc nào chu đáo như ngày xưa vậy đó. Nói thiệt nha, chú là hàng xóm thân thiết của vợ chồng tôi. Lúc chú đi á, vợ chồng tôi buồn luôn dữ lắm. Bây giờ chú làm sao rồi? Có vợ con gì chưa? Dạ thưa chị, em chưa có vợ. Lúc trước á, em nghèo sao bây giờ cũng nghèo như vậy à. Nên nghèo quá không dám nghĩ tới vợ con. Hôm nay trở về để gặp gia đình anh chị á, em vui lắm rồi. Mà cuộc sống anh chị sao rồi? Vợ chồng tôi cũng làm lụng lung dữ lắm mới được vậy nè. Nào nuôi gà nuôi vịt, rồi ảnh phải lên rẫy rồi trồng khoai trồng bắp đủ thứ luôn á. 60 năm mà mới trở về đây, em thấy cái xứ mình á thay đổi nhiều quá, em cũng mừng có nhiều gia đình khấm khá anh chị ha, cuộc sống ổn định ha. Bà con mình vẫn vậy thôi, chỉ có một số gia đình nó giàu lên là nhờ ê chết chết chết, em quên, em phải ra làm sao đút cơm cho thằng Đạt nữa. Hai anh em cứ ngồi tâm sự tiếp đi nha. Dạ dạ. Nè, trở về cái vụ hồi nãy, nói cho tôi nghe tại sao hồi chú đi tu. Dạ, tôi kể cho anh Điền nghe ha. Tình cờ tôi gặp sư phụ, sư phụ cho theo đi tu luôn. Bởi vì 6 năm nay tôi cứ ngồi chỗ tôi tu à. Bây giờ được lên núi á, tôi ghé thăm anh chị liền đó. Nhưng mà chú tự lên núi làm cái gì? Để tìm trầm. Ngộ rồi nha, đi tu tìm trầm chi? Phải tìm trầm á thì lời cầu nguyện của mình á mới trở thành sự thật được. Nói vậy chú sắp giàu có rồi đúng không? Chú ước gì được nấy, là chú muốn giàu là giàu, muốn có nhiều vàng là muốn nhiều vàng đúng không? Anh Điền biết không, không chỉ giàu sang quý đâu mà còn
trường sanh bất tử nữa. Thôi chúc mừng chú nha. Công nhận nha, chỉ mới có mấy năm chú trở thành một con người hoàn toàn khác luôn á. Thấy vậy á, anh Điền biết không, tôi phải tu luyện nhiều năm cực khổ lắm mới được thành quả như ngày hôm nay á. Bây giờ chỉ cần lên núi tìm trầm được á mới là tu luyện thành công. Nhưng mà tôi thắc mắc một điều nè, núi rừng thì bạc ngàn, trùng trùng điệp điệp, làm sao mình tìm được trầm? Muốn tìm được trầm á thì mình phải ngậm ngải. Ngậm ngải hả? Sao dễ dàng như vậy? Anh coi nha, đây này, tôi cho anh Điền xem nè, đây là có ngải tôi tu bao nhiêu năm á mới thành được đó. Chỉ cần ngậm một tí xíu ngải thôi, anh vô rừng sâu á anh không sợ gì hết, anh không sợ hùm beo rắn rết gì, thậm chí không cần ăn luôn, mà còn được cái chư tiên á phù hộ cho mình á tìm được trăm nữa. Công nhận chú giỏi thiệt á, đã luyện được ngải để đi tìm trầm luôn. Tôi nói thiệt với chú nha, chỉ cần tôi có cái gói ngải này thôi, tôi sẽ đi lên rừng tôi tìm trầm, tôi lấy trầm về tôi bán cho mấy cái người mà mua trầm á, đảm bảo tôi sẽ giàu sang phú quý liền. Nè, tôi nói cho anh nghe, cái gì cũng có cái lợi cái hại. Đúng là gói ngải này giúp mình tìm được trầm, nhưng mà đó mình phải biết sử dụng đúng, còn không á chính nó sẽ hại mình đó. Có chuyện đó nữa hả? Có chứ. Chắc là hắn sợ mình biết nên mới làm bộ nói vậy. Nè, mai mốt á mà chú có vinh hoa phú quý là phải nhớ tới vợ chồng tôi là ngang. Dĩ nhiên rồi, tôi có ai đâu, chỉ có hai vợ chồng anh chị á là người thân thích với tôi thôi. Đẹp, con làm gì quăng cờ tứ tung vậy? Dạ, con đang tìm con mã. Trời ơi, con nhỏ xíu mà quýnh cờ hả? Mà có tiền có gì? Dạ, không có, con đang tìm con mã. À, đây là chú. Con mã này nè. Ủa, cái này là con tốt mà. Mà con tìm làm gì? Dạ, con này đẹp lắm, trong bóng tối nó phát sáng đó chú. Ủa? Con đem đi khoe với mấy bạn. Vậy hả? Đâu, đưa chú xem coi. À, đẹp thật á. Lần đầu tiên chú mới thấy á, một quân cờ đẹp như vậy á. Dạ. Con tốt này á được làm bằng ngọc bích của gia bảo của nhà tôi đó chú, không có tì vết nào đâu. À, anh Điền à, cái quân cờ này đẹp thiệt á, đúng là ngọc bích á. Ủa, anh có nguyên bộ cờ bằng ngọc bích hay sao? Ừ. Có, tất cả bộ cờ này á, các con cờ á đều làm bằng ngà voi, nhưng chỉ riêng con tốt này được làm bằng ngọc bích thôi. Gom hết con cờ đem vô bỏ vô hộp, cất vô đàng hoàng cho cha. Dạ. Đúng à, của gia bảo á thật là quý giá. Tôi ước gì á được cái quân cờ bằng ngọc bích này á tôi dâng cho lão tổ để đền đáp công ơn á người dạy tôi tu luyện. Không có cái thứ hai đâu chú ơi. Ủa, tôi nhớ lúc trước á nhà anh đâu có bộ cờ này. Nói thiệt với chú Hợi nha, của tiền nhân mới trao lại cho tôi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ vậy đi, tôi với chú đánh một ván cờ, tôi nhường cho chú chọn quân cờ màu ngọc bích, coi chú có thắng được tôi hay không nha. Vô lấy bàn cờ cho cha. Dạ. Mình tìm gì vậy? Cùng thiệt luôn á. Mình tìm cái gì vậy? Tôi tìm cái quân cờ mà còn bích. Hôm qua tôi vẫn còn chơi cờ với lại chú Hợi mà, hôm nay tự nhiên tìm hoài không thấy á. Mình tìm kỹ chưa? Tôi đã tìm kỹ lại rồi. Không lẽ... Ủa? Mà mình có thấy chú Hợi đi đâu không? Chú Hợi đi đâu em cũng không biết nữa. Chú nói đi ra ngoài chút xíu. Mà chú Hợi có nói là chừng nào chú Hợi lên núi không?
Dạ chú Hợi nói sáng mai lên. Hôm qua chú Hợi nói với mình rồi bộ mình quên hả? À, tôi quên. Không lẽ... Mình, sao mình cứ nói không lẽ hoài vậy? Nè, mình đừng có nói mình nghi chú Hợi lấy nghe chưa? Thì tại vì trùng hợp quá, tôi không nghi sao được. Trùng hợp cái gì? Người ta tu hành rồi, không phạm tội trộm cắp đâu mình. Ừ. Thôi được rồi, mình cứ đi nấu cơm đi, để tôi tìm kỹ lại coi. Mình, tìm kỹ là đi, đừng có nghi ngờ này nọ mất tình cảm lắm á. Biết rồi. Ủa, chú Tư. À, chị. Chia tay bà con xong hết rồi hả? Dạ, em chỉ đi mấy cái nhà lân cận đi thôi. Ủa, hôm nay nhà mình có khách à? Sao chị làm nhiều món vậy? Khách nào đâu. Anh với chị làm ít đồ để chia tay chú. Lần này chú đi, không biết chuyện nào mới quay về. Dạ đúng rồi, cái nghề của em không biết trước được. Mấy hôm nay ở nhà anh chị tiếp đón nồng hậu quá. Chắc em không thể nào quên được. Có gì đâu. Kìa, anh Điền về rồi. À, anh em ngồi chơi đi nha. À, cảm ơn chị. Ngày mai là chú đi rồi, cho nên á là tôi đi tìm một bình rượu thật là ngon để đãi chú đó. Không không, ngày mai em đi sớm lắm, không uống rượu đâu. Không có sao đâu, uống vài chung mà. Ngày mai á là anh em mình chia tay nhau rồi. Ngon thiệt á, làm ly nữa đi. Ăn đi chú. Đây. Dạ, cảm ơn anh. Đây. Ôi, em muốn làm một chung nữa đi, có sao đâu. Đây, vô. Dạ. Mình dạ. Chia tay á, không biết bao giờ mới gặp lại mà. Dạ. Em muốn thì thôi nha, không muốn đâu nha. Rồi. Dạ. Mai em đi sớm á. Dạ. Vô. Thôi. Đây. Em không uống ở đâu anh Điền ơi. Vô. Vô. Mình uống chia tay chứ. Mình sẽ ngậm ngại, mình sẽ đi tìm Trầm, chắc chắn mình sẽ giàu to. Chị Dị Thần Tiên sẽ hỗ trợ cho mình, mình chắc chắn sẽ tìm được Trầm. Sao rồi con?
Con đi tìm hết chỗ ơi mà vẫn không thấy cha đâu hết trơn mẹ. Mấy cái chỗ mà kêu con đi tìm cha, con đã tìm chưa? Con tới rồi nhưng mà cũng không thấy. Sao kỳ vậy ta? Tối qua cha con nhậu với chú Tư, bây giờ trưa trật, chú Tư còn chưa tỉnh. Cha con đi đâu con không biết nữa. Thiếm Điền ơi. Dạ dạ. Thiếm Điền. Con này Thiếm. Ôi trời ơi. Hồi nãy á, tôi nghe hình như là thằng Đẹt á, nó đi tìm cha nó phải không? Dạ đúng rồi. Anh đi đâu mà con không biết. Tìm bà rẫy con không có nữa bà. Trời ơi, chú đi từ hồi sáng sớm rồi. Mà tôi thấy đi á, có vẻ gấp lắm. Anh đi từ sáng sớm. Ừ. Bà gặp chồng con hả? Ừ. Dạ, gặp đâu vậy bà? Trời ơi, sáng nào á, tôi không đi lên rừng hái thuốc sớm. Tôi thấy á, chú đi lên núi. Mà hả, tôi chào chú. Chú đi gấp lắm. Chú không có thèm nhìn tới tôi nữa mà. Đi lên núi? Ừ. Bà thấy chồng con có đem theo cái gì không vậy? Chỉ có cái tay nải nhỏ thôi. Mà chú đi á hả, có vẻ gấp gáp dữ lắm. Chồng con đi lên núi. Anh lên núi làm gì vậy ta? À, chú Tư Hợi. Chú Tư. Đẹp. Chú Tư dậy con. Chú Tư tỉnh lại. Chú Tư. Trời, chú Tư ơi, sao mà chú lại nằm ngủ mê man như vậy vậy? Chú Tư tỉnh lại. Chú Tư ơi. Ôi, đau đầu quá. Mày quá, chú tỉnh rồi. À, sao người tôi nóng quá vậy nè. À, chú có sao không chú? Sao vậy? Sao tự nhiên mấy người nhìn tôi dữ vậy? Trời ơi, chú nằm mê man. Tôi gọi hoài chú mới chịu dậy đó. Chú thấy sao hả chú? À, tôi nhớ tối hôm qua đó, tôi uống rượu đâu có nhiều đâu mà. Mà sao tôi ngủ mê man vậy ta? Người tôi lại nóng bừng bừng lên nè. Đau đầu nữa. À, thôi trưa rồi, tôi phải lên rừng, không mà trễ đó. Khoan. Chú cho tôi hỏi đi. Anh nhà có nói với chú là anh đi đâu không? Ủa? Tại anh vì... có nói gì đâu. Mà anh đi đâu vậy? Tôi cũng không biết anh đi đâu nữa. Mà bà Lan nói thấy anh đi lên núi từ sáng sớm lận. Lên núi? Ừ. Lên núi làm gì? Trời ơi, tôi không biết nữa. Hả? Gì vậy chú? Chú tìm gì vậy? Hả? Mất tiêu rồi. Mất được rồi. Mất cái gì? Chỉ có anh Điền mới lấy thôi. Hèn chi anh bỏ thuốc vào rượu. Anh kêu tôi uống, tôi ngủ mê man luôn vậy đó. Anh Điền lấy chứ không ai lấy hết đó. Cái gì? Hả chú? Mất cái gì vậy chú? Chỉ có anh Điền mới biết tôi có con ngại đã tu luyện. Anh lấy cắp con ngại của tôi. Anh lên rừng, anh tìm Trầm. Anh đi tìm Trầm? Đường lên núi là đường tắt vô rừng sau. Tôi nói cho anh biết. Tôi không ngờ anh giả tâm như vậy. Tại sao anh lại đi tìm Trầm như vậy chứ? Đâu. Chú tìm kỹ lại coi. Chứ cái gói ngải chú Điền chú lấy làm cái gì? Tôi nói cho mấy người biết á, gói ngải giúp anh Điền tìm được Trầm. Nhưng mà ngược lại á, không biết dùng ngải á, chính ngải xài anh Điền. Nguy lắm rồi, tôi phải đi tìm anh Điền. Đúng rồi. Ê trời ơi. Ê, cái gì vậy? Tại sao con có con cờ của cha? Dạ, con muộn đem cho tụi thằng Tý xem. Trời ơi, chỉ vì con cờ này mà cha con sanh lòng nghi kỵ. Trời ơi, nguy rồi, phải đi tìm cha con nhanh lên. Công nhận ngải đã tu luyện hay dễ sợ luôn á, rất là linh nghiệm. Chỉ cần một miếng bỏ vô miệng, còn bao nhiêu mình bỏ trong đây. Nghĩ coi, đi mấy ngày đường không ăn không uống vậy mà mình vẫn khỏe ru. Thằng Hợi này nó cũng giỏi thiệt chứ. Khu rừng này á rất là nguy hiểm. Anh đi về đi, chứ không là đêm xuống có một mình á, nguy hiểm lắm đó. Đúng rồi, khu rừng này nguy hiểm lắm á. À, tôi đang chờ bạn tôi ở ngoài kia. Chắc bạn tôi cũng gần tới rồi. Mấy anh đi tìm Trầm đúng không?
Hướng này không có đâu. Ủa? Sao mấy ông biết tôi đi tìm Trầm? Thì cũng nhiều người vô đây tìm Trầm rồi, nhưng mà Trầm thì chả thấy đâu, chỉ thấy bỏ xác ở trong rừng sâu á. Vậy thôi hả? Chúng ta đi về đi, không thôi mặt trời xuống là lạc đường nữa. Thôi đi. Tôi có ngại nè. Mà sao kỳ vậy ta? Không biết thằng Tư Hợi nó có gạt mình không. Nó ngậm ngại sẽ chắc chắn tìm được Trầm mà. Bao nhiêu ngày nay mà vẫn không tìm được Trầm. Mà sao ta? Cố gắng một chút đi. Biết đâu mình sẽ được giàu có. Sương rồi hả? Ghê quá. Mình có ngại mà. Sợ gì? Beo cọp tao còn không sợ, huống chi ba cái bộ xương này. Anh Điền ơi, anh Điền ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh Điền, anh mau về nhà đi anh Điền ơi. Anh Điền, trong rừng thi nước độc, nếu mà hết ngải á mà anh còn ở trong rừng, anh Điền ơi, anh sẽ vĩnh viễn không trở lại thành người được đâu. Anh Điền ơi, anh nghe tôi nói không anh Điền? Mi đừng có gạt ta. Tính dụ ta ra để lấy lại ngải hả? Không có đâu. Bây giờ ngải này là của ta, coi như á ta đổi viên ngọc bích với ngươi. Cha hả mẹ? Đâu có đâu. Tại mẹ mới gieo hạt nên nhìn trời có mưa không mà. Sao chiều nào mẹ cũng ở đây nhìn hết vậy? Mẹ sao mà cha đi lâu quá vậy mẹ? Cha con đi làm ăn xa, vài bữa mới về. Mẹ cứ nói vài bữa hoài mà con có thấy đâu. Con nghe thằng Tý nó nói là cha con không có về nữa đâu. Thằng Tý biết gì mà nói vậy chứ? Con đừng có nghe nó nghe chưa? Thằng Tý nó nói là cha nó nói cha con đi vô rừng tìm Trầm bị chết mất xác rồi. Thằng Tý nó nói bậy á, con đừng có nghe nó nghe chưa? Thằng Tý nó đâu có nói đâu, là cha nó nói mà. Con đừng nghe thằng Tý nói bậy, không có vậy đâu nghe con. Cha nó nói là nhiều người chết lắm chứ không phải mình cha con đâu. Hãy đi lâu không về là chết trong rừng luôn á. Ngải đã hết mấy ngày nay rồi, bọn mình lạc ở trong rừng này, đi mỏi chân muốn chết luôn, rã rời cả người, mà tìm hoài không thấy đường ra, làm sao đây? Sao tự nhiên người ngứa dữ vậy ta? Cái gì kỳ vậy nè? Sao lông lá nhiều vậy? Sao lông lá nhiều vậy?
ngứa quá, ngứa quá. Kêu la ông sầm vậy? Mẹ, có cổng ngoài làng kìa, mọi người đang đuổi nó mẹ. Cái gì? Giờ này mà cọp về làng hả? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Ôi trời ơi, Thím Điền ơi, Thím Điền. Dạ. Ôi trời ơi, cọp bây giờ nó đói dữ lắm mà sao mà nó vô làng mình nó kiếm mồi đó. Ôi trời đất ơi, tôi sợ quá đi Thím ơi. Chết rồi. Vậy đã đuổi nó đi được chưa vậy bà? Thì nghe đâu á là nó vô rừng mà không biết có hay là không. Chết rồi, cọp về làng rồi. Con, vô nhà đừng có đi ra ngoài nghe chưa? Dạ. Nhưng mà có khi nào á nó sẽ quay lại không bà? Thì đó, bây giờ á mình cứ vô đóng cửa cho cẩn thận, chuồn gà chuồn vịt gì cũng phải khóa chặt cửa đi cái đã. Dạ dạ, con cảm ơn. Ôi trời ơi. Mình ơi, phải mình về không vậy mình? Mình ơi, phải mình về không? Đạt ơi, Đạt ơi, dậy đi con. Đạt, dậy, cha cũng về rồi. Đạt, dậy con. Cha cũng về rồi nè. Ủa, cha đâu vậy mẹ? Cha trong đó đó. Ủa đâu có đâu mẹ. Mình ơi, mình về phải không mình? Mẹ, mẹ, con ngon đi mẹ. Mình ơi, phải mình không mẹ? Mẹ đừng đi theo con cọp, nguy hiểm lắm mẹ. Huệ, anh giữ cha con về mẹ. Đó mình ơi, mình không ơi, mình ơi mẹ. Mình ơi, quá vợ 8 năm nay rồi mà chưa muốn đi thêm bước nữa. Cha con tôi cứ thu thủi làm ăn sống với nhau, gặp được em đây chắc là do duyên số. Ông anh giỏi thiệt đó, nhìn cơ ngơi của ông anh vậy ai lại nghĩ là ông anh lại thiếu bóng dáng bàn tay của người phụ nữ chăm sóc chứ. Thiệt ra là do tôi thương con mình. Biết rồi đó, mẹ ghẻ con chồng xưa nay người ta đều lời ra tiếng vào khổ lắm. Ai sao em không biết,
Nhưng với em là tuyệt đối không có chuyện đó. Còn chồng cũng như con mình, con nó đã thiếu tình thương của người mẹ thì mình cần phải yêu thương con nhiều hơn để bù đắp cho nó. Anh không tin em sao? Anh đưa em về nhà đi là ta tin tưởng em rồi. À, thằng Hiếu con anh nó về kìa. Dạ, thì cha con mới về. Ờ. Ờ, dạ, em chào chị. Cái gì mà chị? Con chào dì đi con. Dì hả cha? Ờ. Cha, con có dì hồi nào vậy? Dì là dì ba đó con. Cha đã quyết định cưới con Xuyến về làm vợ. Từ nay con sẽ có dì. Dì là kế mẫu thì cũng như là mẹ ruột của con vậy. Từ nay mẹ Xuyến sẽ chăm sóc cho cha con mình đó con. Dạ thưa cha, con bất ngờ quá nên con... Dì biết, nhưng mà dì nghĩ là từ từ con sẽ quen thôi. Tội nghiệp con trai, 8 năm rồi không có tình thương của người mẹ, chắc là con thiệt thòi lắm đúng không? Nhưng mà con yên tâm đi, từ đây mẹ sẽ chăm sóc lo lắng cho con. Từ nay gia đình mình sẽ ấm cúng vui vẻ hơn, phải vậy không con? Dạ. Nên anh cứ yên tâm mà lên đường đi. Mọi chuyện đã có em quán xuyến rồi. Em đâu phải. Nhưng mà chuyến đi lần này anh như có linh cảm là có điều gì không hay đó em à. Anh lại khéo lo nữa rồi. Mọi chuyện trong nhà thì có ông Năm phụ em. Còn Hiếu con nó lớn rồi, mà con nó lại ngoan nữa. Em chỉ cần nhắc nhở con học hành đàng hoàng là được rồi. Anh yên tâm lên đường nghe. Em đâu phải. Thôi thì anh phó thác việc nhà cửa và con cái cho em. Anh đi nha. Đi cẩn thận nghe anh. Anh cứ yên tâm mà lên đường nhé. Chắc chắn em sẽ lo cho con trai anh trước. Đóng chuồng bò hả gì? Nuôi bò giết thịt lợi lắm đó con. Dì ơi, giết thịt tội nó lắm, hay là mình để nó kéo cổ đi gì? Nhưng mà dì cuột bò đâu, sao sáng giờ con không thấy? Con yên tâm đi, cứ đóng chuồng đi, khi nào đóng xong rồi ắt sẽ có bò. Dì nói ngộ ghê ha, khi nào đóng chuồng xong ắt sẽ có bò. Ủa, không lẽ là bò nó từ dưới đất nó chung lên sao vậy? À, câu này nghe có lý nhỉ. Rồi từ từ con sẽ thấy. Xong chưa con? Dạ, xong rồi gì? Khát nước không? Dạ khát. Nè, con uống nước đi, rồi làm tiếp. Dạ, con cảm ơn dì. Uống nữa không nè? Dạ, dì cho con chén nữa.
Sao con thấy ngứa quá vậy? Ngứa hả con? Dạ. Con yên tâm đi, một lát nữa là hết ngứa à. Dì ơi, dì ơi, con Sao hả con? Làm bò đâu có tệ. Ngoài này mát mẻ nè. Hay là để kêu ông Năm đem một ít cỏ vô đây cho con nhai đỡ buồn nha. Ngoan đi, đừng có la rống lên nhiều quá, ồn ào á, bà gông cổ lại đó. Cha đang lo nghĩ chuyện gì hả cha? Không có chuyện gì đâu con. Có mà. Mấy tháng nay con thấy cha như người mất hồn vậy á. Nó nhìn đâu đâu không mà, hỏi gì thì cũng không nhớ. Mà đặc biệt á, người cha mấy ngày hôm nay có lo ra không à? Con gái, chuyện người lớn nói làm cho con thêm bàng hoàng lo lắng thêm thôi, chứ không có giúp ích gì được hết. Sao cha lại nói như vậy? Con lớn rồi mà. Nhà có hai cha con à. Nhìn cha tiều tụy như vậy á, con xót lắm. Con à, đúng là trên đời này không ai hiểu cha hơn con. Thôi, để cha kể cho con nghe một chuyện. Trời đất ơi, chuyện này là sự thật sao cha? Hàng ngày lâu nay á, con gặp cậu Hiếu, con có tưởng là cậu Hiếu theo ông Bách đi làm ăn xa lắm. Tội nghiệp cậu quá à. Đó là sự thật, chính mắt cha thấy đó. Trời đất ơi, thì ra kế mẫu của cậu Hiếu á, là loài yêu quái. Ghê sợ quá, bây giờ mình phải làm sao hả cha? Cha nghĩ chưa ra con ơi. Mình như con sâu cái kiến, lỡ mà hé lộ ra đó, con mù đâu mà biến mình thành con chó con mèo thì khổ lắm. Nhưng mà không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn cậu Hiếu đại đọa vậy cha ơi. Đó đó là điều mà cha đau xót khổm rài, mà cha nghi lắm. Con mù này không có để yên cho con bò đâu. À mà không, không có để yên cho cậu Hiếu đâu. Chết rồi. Thôi đúng rồi, cha hiểu rồi. Đồ yêu tinh rắn độc, muốn mượn tay cha giết con đây mà. Là sao cha? Con sợ quá à. Con hãy vét hết ngân lượng đi mua một con bò khác cho cha. Chúng ta đánh cháu cậu Hiếu đem về nuôi, rồi mình tính sao. Cha e là mụ này muốn hạ sát con bò ấy mà không, hạ sát cậu Hiếu đó. Dạ con hiểu rồi, con sẽ đi ngay. Đi đi con, nhanh lên. Trời ơi, vất vả cho mình quá à. Đi gì á mà lâu quá trời luôn à. Anh cũng nhớ nhà lắm chứ em. Nhờ trời mà chuyến hàng này anh được lãi to.
gần 100 lạng vàng. Thiệt hả Minh? Ừ. Ừ, vậy mình có mua quà cho em không? Có, đây nè. Đây, quà của em đây. Anh mua tặng Minh Sim lần đó. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Đẹp không? Em thích lắm, cảm ơn Minh rồi, nha. Em thích là được rồi, anh vui rồi. Anh có mua quà cho thằng Hiếu nữa. Ủa mà thằng Hiếu đâu rồi hả em? Sao thấy cha nó về mà nó không ra mừng gì cả. Hiếu ơi, Hiếu à, Hiếu. Ôi, mình đừng có nhắc tới con nữa. Ủa sao vậy em, có chuyện gì hả? Ai đời thỏ đâu á, không biết con anh đi nghe lời ai xúi dạy. Rồi cái nó về đây nè, nó nói em, nó chửi em. Nó nói rằng là em giành hết của cải của anh. Rồi nó bắt em phải đưa tài sản của anh cho nó. Mà anh cũng biết rồi đó, em đời thỏ nào có giữ cái gì của anh đâu. Cái thằng này, bữa nay sao nó trở trứng như vậy nữa. Rồi sao nữa hả em? Thì đương nhiên em nói là không có chứ sao. Mà nó đâu có tin em đâu. Nó chửi em, rồi nó còn đòi đánh em nữa. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Hiếu đâu rồi, ra tao biểu coi. Bữa nay tao mà không dạy được mày á, thì mày đừng có kêu tao bằng cha nữa. Thôi, đừng buồn nữa em. Em á, em cũng nói với con vậy đó. Em nói là thôi cứ từ từ đi, chờ ba con về á, rồi ba con nói chuyện với con. Nhưng mà nó đâu có tin em, nó đâu có chịu nghe em đâu. Xong rồi tự dưng cái nó bỏ đi đâu mất tiêu luôn á. Bỏ đi? Đi rồi mà đi đâu? Em có biết nó đi đâu đâu. Nhưng mà em nghĩ á, chắc là con sợ anh, cho nên là con muốn tránh mặt anh ít hôm. Rồi con nó đi rồi nó về liền à. Thiệt đó. Còn với cái mà. Thôi mà mình đừng có tức giận nữa. Con nó còn nhỏ, nó không có hiểu chuyện mà. Ngày kia là giỗ lần thứ 9 của má thằng Hiếu. Không biết nó có nhớ mà về không nữa. Anh đừng có lo, rồi con nó sẽ về xin lỗi mình thôi mà. Thiệt tình, anh cũng không hiểu nổi. Thằng Hiếu hồi nào tới giờ nó ngoan lắm, nó rất thương anh. Hai cha con rất hợp ý với nhau. Em nhớ ngày giỗ mà, em đã sắp xếp công việc đâu ra đó hết rồi. Em tính làm mấy con heo? Lần này mình làm bò đi anh. Làm bò? Ừ, vừa ngon lại tiện nữa. Bò thì phải qua làng bên Bắc, lít kích lắm. Đâu có đâu, em nuôi hổm vợ, anh không thấy hả? Anh không chú ý có cái chuồng bò ở đằng sau sân nhà sau của mình hả? Ủa, tiếng bò nhà mình hả em? Ừ. Sao nghe lạ quá vậy? Lạ là sao anh? Tiếng kêu của con bò này sao mà nghe oan ức quá, như là nó biết trước là nó sắp bị mổ thịt hay gì đó. Anh khéo tưởng tượng quá ha. Thôi ngủ đi anh, ngày mai á em kêu ông Năm làm bò nghe. Ngủ đi. Cái gì mà gấp dữ vậy bà? Ông Năm ơi! Ông Năm! Ông Năm! Dạ. Có tôi. Đội trong tháng này, ông phải xẻ thịt con bò này cho tôi. Có việc gì cả hả, bận cũng phải gác lại hết, nghe chưa? Đem cái búa tạ ra. Dạ. Đập cái đầu nó đi. Dạ, tôi. Tôi cái gì? Tôi bị. Ông bị cái gì? Tôi. Hả? Tôi bị. Mắc cái gì cũng bỏ hết cho tôi. Lấy cái búa tạ ra đập cái đầu nó đi. Tôi nói là Nè, ông sao vậy? Sao mắt ông giật giật như là bị trúng phong vậy? Dạ
Dạ, dạ tôi chắc bị phong rồi. Bà chủ, bà cho tôi chạy đi hút thuốc rồi. Rồi tôi về liền thôi bà chú. Có phải bị trúng phong không đó? Dạ, dạ. Thôi được rồi, để cho ổng đi hút thuốc thì ổng về chứ gì. Có gì đâu mà gấp gáp gì vậy? Đi bà. Nè, làm cái gì cũng phải nhanh lên nha. Nổi giống tháng này phải giết nó cho tôi nha. Không á là tôi đuổi đầu ông đi luôn á. Đi gì á? À? Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi rồi. Chào qua đây, nhanh lên nha. Con chủ à, tôi biết là cậu bị con đàn bà yêu tinh hãm hại. Ai có thằng to như vậy? Tôi thì thân cô thấy cô, nhưng tôi quyết tìm cao nhân để trị nó, để trả lại lớp người cho nó. Cậu đừng lo nha. Đào à, con dẫn cậu chủ về nhà mình liền đi. Nhanh lên con. Dạ, dạ. Cậu thân Hiếu ghê á. Thôi, anh Hiếu nè, anh có nhận ra em không? Em Đào nè. Thôi, về nhà đi rồi mình tâm sự sao con. Đi. Xin ông hãy tin tôi, những gì mà tôi vừa kể với ông đó là sự thật, chính mắt tôi chứng kiến đó ông chủ. Ông biểu tôi tin vào câu chuyện quan đường đó hả? Bò là bò, người là người chứ. Vợ tôi hiền lành như vậy mà ông dám đặt điều ác đức. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Ông chủ, mấy mươi năm tôi ở với ông, tôi không có xin từ túi gì hết á. Tôi chỉ mong ông kiếm người cứu cậu chủ ngay đi. Ý ông nói á, con bò bị mổ hồi sáng á là cậu Hiếu hả? À? Vậy thì còn cứu chữa gì nữa? Cứu dạ gì không. Tôi đã kịp cháo bò rồi. Tôi đưa cậu chủ về nhà tôi an toàn rồi. Ông Năm, tôi biết ông trung thành, nhưng trong chuyện này á, tôi thấy đầu óc ông á như là loãng trí hay gì đó. Thôi, ông về nhà nghỉ thơm rồi qua làm tiếp. Ông đừng có lại nhảy bò trước mặt tôi nữa. Ông chủ, ông chủ. Mấy hôm nay cậu đi học ngay qua đây, Đào nhớ Hiếu lắm. Tụi bạn hay hiếp Đào, mọi khi thì có cậu hay binh vực Đào. Bây giờ không có cậu á, Đào biết nhờ ai đây? Ngoan á, đừng có la lối to lên nha. Ông một phù thủy á, nó mà nghe được là mệt đó. Cậu nghe Đào nói đúng không? Cậu hiểu hết đúng không? Nay mai á, cậu sẽ trở lại người bình thường thôi mà. Ông trời cũng có mắt lắm á. Đào con, cậu chủ, đừng lo. Cha đã thuyết phục được ông chủ chưa hả cha? Ông chủ có tin là cậu ấy bị hại không hả cha? Chắc cha phải lên đường để tìm thầy Pháp về để trị con hổ yêu tinh này, để cứu cậu chủ. Không còn cách nào khác đâu con ơi. Cha, liệu có ai làm được không hả cha? Có chứ con, đã có tà ma thì phải có tiên thánh để trị chúng chứ. Cha sẽ lên đường ngay, bằng mọi giá con phải bảo vệ cậu chủ nha. Dạ, thôi cha đi đi, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, cha đi. Dạ. Cậu Hiếu nè, cậu phải cố gắng lên nghe. Cậu Hiếu à, cha tôi đã đi tìm cao nhân để trị tội cái mụ yêu tinh đó đó, để mà cứu cậu thoát khỏi lời nguyền ác độc. Tôi tin á là cha tôi sẽ quay về sớm thôi. Cậu đừng có nản nha cậu.
Dạ thưa thầy, có phải là thầy là pháp sư không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà ta nhìn nhà ngươi, ta thấy người làm như là nhà ngươi có quẩn khúc gì phải không? Dạ, dạ, nhờ thầy ra tay mà cứu người. Ta đang trên đường hành đạo rất là cấp bách. Có một con rắn tu luyện thành tinh đang lãng vãng đâu đây nè. Nhưng mà nhà ngươi nói thêm coi, nhà ngươi có nỗi oan ức gì? Nguy rồi, chính là con xà tinh đó nó ra tay. Nhà ngươi mau đưa ta đến chỗ cái chàng trai qué bò đó, kẻo không kịp. Lẹ lên, vô đây. Mấy người làm gì vậy? Giết con bò này cho tao. Bà ơi, bà, con xin bà, đừng có giết cậu Hiếu mà. Giang ra. Bà ơi, con xin bà. Giết đây. Mình à, tha cho con bò này đi mình. Ông có đứng yên cho tôi. Bà ơi, bà, con xin bà mà đừng có giết cậu mà. Tao nói mày giang ra. Bấy con chân chơi gì nữa, giết con bò cho tao. Dừng lại. Ông Năm, ông làm gì ở đây? Cha, bà ta định giết cậu Hiếu á cha. Đây là pháp sư, yêu tinh. Yêu tinh gì ở đây? Mấy người đi chỗ khác chơi đi, giết nó cho tao. Con yêu tinh đang đập kia, mi có chạy đằng trời cũng không thoát ra. Mau giải lời nguyền cho chàng trai này ngay. Yêu tinh gì ở đây? Bà lắp bà sạp, giết nó. Mau hiện hình. Hiếu ơi, cha đã hại con rồi. Trời ơi là trời, không lẽ suốt đời con tôi phải sống trong cái lóc bò này vậy hay sao nè? Con ơi là con. Ông chủ, ông phải bình tĩnh. Pháp sư này cao tay ấn, trị được rắn độc, nhưng mà không giải được lời nguyền. Mà mình còn cách mà ông chủ. Có cách gì? Ông nói tôi nghe coi. Dù có lên non hay xuống vực sâu mà tìm được thần tiên cứu giúp, tôi cũng đi ngay. Con ơi là con ơi. Dạ thưa ông, con là phận nữ nhi, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà vì cậu Hiếu á, con sẽ không ngại đâu. Có điều gì con cứ nói đi, đừng có ngại. Dạ thưa ông, con nghe vị pháp sư nói á, là muốn giải lời nguyền người hóa thú thì phải có tình yêu thương chân thật mới may ra thưa ông. Là sao hả con? Dạ thưa ông, con cũng xin thưa thật, trước đây con cũng đem lòng thương yêu cậu chủ, nay thấy hoàn cảnh của cậu như vậy con càng thương hơn. Nếu như mà ông tin con, ông thương con á, con xin ông hãy tán hợp lương duyên cho hai đứa con. Hả? Con đâu có bàn trước cái chuyện này với cha. Đành rằng á, con bò là cậu Hiếu, nhưng mà người đời ta nghĩ sao khi con đòi lấy con bò? Ta rất thương con Đào à, nhưng ta không thể đồng ý, vì như vậy sẽ thiệt thòi cho con lắm. Đời người con gái chỉ có một lần như quy. Hay là ông chê con không đáng làm dâu của ông? Không, không phải như vậy đâu. Con đừng có nói như vậy. Giờ đây ta chỉ mong ước thằng Hiếu trở lại hình hài như xưa, rồi ta sẽ tác hợp cho hai con. Dạ, vậy là được rồi. Cha, con xin cha hãy chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho tụi con đi cha. Anh Hiếu à, anh có thương em không? Anh có đồng ý lấy em làm vợ của anh không? Thank you.
con trở thành người rồi chứ. Con, trời ơi, đúng là trời cao có mắt, mình ở hiền sẽ gặp lành. Thật là kỳ diệu, đúng là tình yêu chân thật đã mang lại phép màu. Cha, cha cảm ơn hai con nghe. Em Đào, anh cảm ơn em. Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Con nguyện chung sống với nhau suốt đời. Cô cũng đỡ đau nhiều rồi. Nhưng cô đừng có ngồi nhiều. Ngồi nhiều bệnh nặng hơn, khó chữa lắm. Cái nghề đan lát của cô mà, không ngồi sao được con. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ có một mình cô ở nhà, cô phải bảo trọng mới được. Trinh Trang nè, mai mốt á, con cũng đừng có qua đây thường nữa. Lỡ chồng con hay là gia đình bên đó nhìn thấy lại dị nghị, rồi nặng nhẹ với con, cô đau lòng lắm. Anh ta đi ăn dỗ trên huyện, tới tối khuya mới về. Cô đừng có lo lắng, không sao đâu. Thì cô nhắc chừng con vậy đó. Dù sao bây giờ con cũng là vợ của người ta rồi. Lỡ chồng con biết con thường xuyên tới lui nhà người yêu cũ như vậy, nó không để yên cho con đâu. Sống như người chồng, tánh khí thất thường, con khổ sở lắm cô à. Nhưng chắc con mắc nợ người ta, con phải trả thôi. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Tưởng lấy chồng giàu được nhờ tấm thân, ai ngờ lấy phải thằng chồng bủn xỉn keo kiệt. Cô thấy con làm lụng cực khổ còn hơn con ở nữa. Cô thương con quá à. Con không sao đâu cô à. Mà sao anh xin đi lâu quá cô ha? Nó quyết chí lên kinh thành học hành, chừng nào công thành danh toại mới trở về. Anh ấy đi hơn 2 năm rồi. Chị Tư ơi, chị Tư có tin vui, chị Tư ơi. Ủa? Tin vui. Tin gì vậy chú? Sao cô qua đây nữa? Chồng cô biết được á là lớn chuyện đó nha. Tôi cũng kêu nó phải về chừng rồi, mai mốt nó không có thường xuyên qua đây nữa đâu. Mà tin vui gì vậy chú? Quan Tăng Trạng họ Đào là thằng Đào xinh đó, là cháu của chị đó. Bây giờ chị là cô của Quan Trạng rồi. Đào xin nó về. Đào xin nó về rồi Vinh Trang à. Ủa mà sao chú biết vậy? Cả làng mình tiếp đón rình rang ngoài đầu làng kìa. Thôi mình mang ra đón Đào xin đi con. Đi đi chị. Thưa cô, con về. Ủa con về. Nè Vinh Trang. Mày, cho cổ về đi. Chồng cổ cọc cằn, nóng tánh lắm, rồi biết cổ ở đây lớn chuyện đó chị à. Mà dù sao á, chuyện cũng đã an bài rồi chị. Xin chúc mừng Quan Trạng. Dạ. Tôi xin phép Quan Trạng tôi về. Dạ. Cô về khỏe. Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn cô. Bà con tới chia vui với con về hết rồi, sao con không vô trong nhà nghỉ ngơi đi? Con không thấy mệt cô à? Lâu lâu con về nhà, con muốn được ngồi đây nói chuyện với cô. Cô nè, con đi xa cô 2 năm để ăn học, để cô ở nhà có một mình, con bất hiếu quá. Con đừng có nghĩ vậy mà. Con đổ đạt như vậy là coi như đã đền đáp ơn cho cô rồi. Thiệt, cô không ngờ có ngày hôm nay đâu con à. Con
Bây giờ con về đây với cô rồi, cô nên vui chứ. Cô hứa với con là cô không được buồn nha. Cô vui mà. Dạ. Con đã làm rạng danh cho dòng họ Đào. Từ bây giờ không ai dám cười chê cô cháu mình nghèo hèn nữa. Dạ. Chính cái nghèo là động lực để con đi ăn học. Con không muốn bất cứ ai xem thường và khinh khi con với cô. Dân Trang nó biết con thành danh, nó mừng lắm đó. Tội nghiệp, dù đã có chồng rồi nhưng mà nó vẫn thường xuyên lui tới đây giúp đỡ tiền bạc cho cô. Bởi vậy cô mới đỡ cực hơn đó chứ. Dạ. Cô nhắc con mới nhớ, con cũng rất nôn nóng biết tin của cổ. Cô kể cho con nghe vì sao Dân Trang lại lấy chồng cho cô. Cha mẹ ép gả nó cho thằng con trai nhà giàu. Nó là đứa có hiếu nên đâu dám cãi lời. Với lại cha nó cũng đã chê cô cháu mình nghèo hèn, đâu có chịu gả nó cho con đâu. Nó cũng đâu còn hy vọng gì nữa. Trên đường Vinh Quy về đây, con cứ nghĩ cha mẹ cổ sẽ vui vẻ và gả cổ cho con. Cũng hối hận những lời nói khinh khi trước đây, mà bây giờ muộn rồi. Tất cả là duyên số thôi con à. Thôi đừng có buồn nữa. À, để cô vô lo cơm nước nha. Nãy giờ quên, chắc là con cũng đói bụng lắm rồi hả? Dạ, cô nhắc con mới nhớ. Lâu quá rồi con chưa được thưởng thức những món cô nấu. Con mệt thì vô nghỉ ngơi đi, cô nấu nhanh lắm. Dạ. À, Đào Sinh nè. Dạ, chuyện gì con? Bây giờ Dân Trang nó đã có cuộc sống riêng rồi. Con đừng có đi tìm nó, đừng làm nó đau khổ nữa nha. Dạ, con biết rồi cô. Dừng lại. Dân Trang. Chào quan Trạng. Trưa nắng như vậy em đi đâu vậy? Em ăn cơm cho chồng em. Anh muốn qua thăm em lâu lắm rồi, nhưng ngày chồng em nghi ngờ nên thôi. Em đừng có trách anh vô tình với Dân Trang. Em biết thân phận em là gái đâu có chồng, chính em là người quên lời hẹn ước nên không dám trách hờn ai hết. Mong anh đừng bận tâm. Em đừng có nói như vậy. Anh biết em có nỗi khổ tâm riêng mà. Anh không có trách em, anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Anh hiểu được nỗi lòng của em là em mãn nguyện rồi. Thôi em chào anh, em phải đi để trễ giờ. Dân Trang. Cậu ơi, cậu. Ủa, sao mày nói mày về rồi mà còn chạy ngược ở đây làm gì? Dạ, thì con về con đi công việc cho cậu. Con mới thấy mợ á đang nói chuyện với con Trạng. Con chạy đây con báo cho cậu nè, thấy con ngoan không? Thôi nhiều chuyện quá đi, về lo công chuyện đi. Dạ. Con lên quyện với bà đó. Dạ, thì đương nhiên rồi. Con báo cậu xong thì con phải về đi công chuyện cậu. Thấy con ngoan không? Ừ, ngoan, thôi đi về đi. Dạ. Bài đó đi. Em dọn xong rồi. Để đó đi.
Mình sao vậy? Cô đừng hòng qua mặt tôi. Cô tưởng là tôi có biết chuyện gì hả? Có chuyện gì thì mình cứ nói ra đi. Đừng có nóng giận như vậy không tốt đâu. Cô là vợ tôi, dám tư tưởng là khác hả? Cô đừng tưởng tôi không biết. Lúc trước cô và hắn quen nhau, mà tại vì hắn nghèo cho nên gia đình cô không gả cô chăng? Nhưng bây giờ em đã là vợ mình rồi, em không có còn luyến tiếc chuyện xưa nữa. Mình đừng có nghĩ oan cho em. Oan hả? Ai nói cho cô? Cô đừng tưởng tôi không thấy. Cô và hắn đứng tự tâm lên kia kìa. Đúng là con vợ lăn lăn. Mình không được quyền nói em như vậy. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường thôi. Tình cờ? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Hả? Đúng rồi. Bây giờ hắn là quan trạng, vừa có chức vừa có quyền. Vậy nên là cô muốn cho hắn cái gì? Trời ơi, để cho cô hắn biết thế nào là vợ, thế nào là chồng hay chưa? Hả? Biết không hả? 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 Đứng lên! Mày đừng làm bộ làm tịch. Mày đứng lên coi. Tính đơn giả hả? Hả? Nè, giả bộ hả mày? Dậy đi! Dậy! Mày nghe tao nói mà. Trang Trang à? Trang Trang! Trang Trang à! Sao rồi cô? Cô đừng có làm cô sợ nha. Là tin đồn thôi phải không cô? Không phải sự thật không cô? Không đâu. Đúng rồi con à. Nhưng Trang chết rồi. Chết? Trang chết? Tại sao chết đó cô? Mới hồi trưa cô còn gặp cô ấy, cô còn nói chuyện với cổ mà. Nghe nói em nó đem cơm ra rượu cho chồng nó xong về tới nhà thì bị trúng gió chết rồi con à. Không thể nào, con phải qua giếng cô ấy. Đạo sinh, con hãy đi con à. Bây giờ gia đình người ta đang lộn xộn lắm, con tới đó thiên hạ sẽ dị nghị đó. Không nên đâu con. Vậy bây giờ, bây giờ con phải làm sao hả cô? Con cứ bình tĩnh đi. Đợi vài ngày nữa ra mộ đốt nhang cho nó cũng được mà. Hôm nay là giỗ đầu của mợ, sao mình không cúng ở nhà mà đem vô chùa cúng đi cậu? Mợ mày chết trẻ quá cho nên á đem đi cúng á để cầu siêu luôn. Dạ. Vậy thôi cũng hỏi nữa. Dạ, với lại con hiểu rồi, đem vô chùa cúng á tốn con mầm trái cây à, vậy cho đỡ tốn kém hả cậu? Chuyện vậy mày nghĩ được nữa hả? Hả, mày không thấy sao, đang mùa gặt lúa có ai rảnh đâu mà bày biện để cúng kiến ở nhà. Dạ con hiểu rồi, nhưng mà con thắc mắc tại sao chùa gần nhà mình không cúng? Đi cúng cái chùa gì mà xa lơ xa lắc vậy, đi mẫu chân muốn chết à. Tao cũng thắc mắc nữa, mày ăn uống cũng như người ta thôi mà càng lúc mày càng nhiều chuyện đó. Đi về. Dạ. Cậu
đúng là mà hơi rất hỏng. Ừ, trời ơi. Thôi mày về lo chuyện nhà đi, chuyện để tao lo. Ba ngày của mà Vậy? Thấy cái gì? Thấy cái gì? Không thấy gì hết. Mày giỡn mặt hả? Mày tin tao đạp xuống mương mày. Con mày ảo giác. Không thấy gì hết ta. Gia chủ ơi, gia chủ. Sao đào từ sáng tới giờ mà không thấy gì hết trơn gia chủ ơi. Vì quan đầu sinh là quan đương nhiệm của làng kế bên là liên quan tới vụ án này, trong khi vụ án này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vì cảm phiền quan đầu xin hãy ngồi chờ tao phân xử. Linh, dạ. Mang ghế mời quan ngồi. Anh Hiền kia. Dạ. Anh kiện quan đầu xin quyến rũ vợ của anh. Mọi chuyện như thế nào để khai báo cho ta được rõ. Dạ, thưa quan lớn. Dân Trang á, đích thị là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng, hai bên đều biết rõ. Cách đây một năm á, cô bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời. Tôi có đem cô chôn cất ở sau giường. Cách đây vài hôm, tôi đi chùa ở làng kế bên thì phát hiện Văn Trang còn sống. Tôi âm thầm tìm hiểu mới biết bây giờ cô ấy là vợ của quan đầu sinh. Vậy là sao? Tôi mong quan xem xét đòi lại công bằng cho tôi. Vô lý. Sao lại có chuyện một người đã chết bây giờ lại đang quỳ ở đây? Anh có biết là nói săn nói bậy xúc phạm quan đương triều tội rất nặng anh biết không? Dạ thưa quan, chắc chắn á, Văn Trang là vợ con. Con mong quan xét xử bắt hắn về tội quyến rũ vợ người khác. Trang thị kia, hãy cho tao biết cô có phải là vợ của anh Hiền đây không? Dạ thưa quan lớn, lúc con chưa chết con là vợ của anh ta. Nhưng anh ta đã thờ cúng con một năm nay. Đức thị con đã chết rồi ạ. Chưa chết là như thế nào? Mà đã chết rồi thì tại sao cô lại còn quỳ ở đây? Mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ bẩm quan, có một người biết rõ sự việc này, ông ấy sẽ cho quan biết rõ đầu đuôi chân tướng. Một người biết rõ chuyện này sao? Vậy ông hãy cho mau đầu người đó tới đây. Người đâu? Dẫn chú Diệp vào đây. Dạ, Thảo Văn tên Diệp, xin quan trên dạy bảo. Anh Diệp kia, anh có biết người phụ nữ này là ai không? Dạ biết, đây là cô Văn Trang, mà trước kia là vợ của anh Hiền đây ạ. Vậy tại sao anh Hiền đã khai báo là vợ hắn đã mất cách đây hơn một năm vì bị cảm mạo? Mà người đã chết rồi thì tại sao lại còn quỳ ở đây? Dạ, đáng lẽ cô ta đã chết.
Có gì động đậy vậy? Đình Trang à, cô không ngờ con lại xấu số như vậy. Con mau tỉnh lại đi con. Ai đó? Diệp, Diệp, Diệp. Cô ấy chưa tỉnh hả chị? Mai mà Đào Sinh biết chút y thuật nên cứu nó qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ Đào Sinh nó đi hốt thuốc. Cầu trời Phật cho nó tai qua nạn khỏi. Chắc là số cổ chưa có tới nên em mới phát hiện kịp thời. Bạn chồng của cổ á cũng đào rồi chôn lấp mà nhanh lắm, làm ẩu lắm. Nên em mới cứu cổ được á chứ. Nếu không là cổ ra người thiên cổ luôn rồi. Không ngờ thằng đó lại mất nhân tính như vậy. À, chú đi dò la tình hình sao rồi? Hiện giờ á, nhà bên đó làm đám rùm beng lắm, mà lập mộ ngay cái chỗ mà chôn xác á, chứ không có đem về nhà. Tình bất nhân đó làm sao dám đem xác về nhà chứ. Ờ, mà nó có nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Cái lúc mà em cứu cô Văn Trang á, rồi em đắp lại cái mộ chỗ đó y chang vậy à, chứ không có mắc dấu gì hết gì đâu. Nên nó không biết gì hết á, nó không có nghi đâu. Nhưng mà chị, sao tự nhiên cổ xinh đẹp vậy mà chồng cổ chôn sống cổ vậy? Chuyện này phải đợi Dân Trang tỉnh lại thì chúng ta mới biết rõ mọi chuyện. À, còn thằng Hiền nó nói với mọi người sao? Thằng đó nó đi nói với mọi người là vợ nó trúng gió chết bất đắc kỳ tử, phải chôn liền, không để được. Vậy á, đúng là hắn có giả tâm muốn giết vợ rồi nên mới làm như vậy. Đào Sinh. Dương Trang tỉnh chưa cô? Sắc mặt thì thấy hồng hào đó, nhưng mà sao vẫn chưa tỉnh nữa? Không sao đâu cô. Cô cứ xác thuốc lại giùm con, rồi đổ vào miệng cô ấy. Có thuốc vào, cô ấy nhanh tỉnh lắm. Yên Trang à, con ráng uống hết chén thuốc này đi nha. Yên Trang. Con đang tỉnh hay mơ? Con đang ở đâu đây? Con tỉnh rồi, con sống lại rồi. Chú Diệp ơi, Đào Sinh ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy cô? Dương Trang tỉnh rồi kìa. Hả? Hả? Dương Trang, em tỉnh rồi. Anh lo cho em quá. Đào Sinh, con làm gì đi chứ? Con phải cứu Dương Trang đi, đừng để cô ấy quay về nhà chồng cô ấy. Chồng ấy rất là ác. Đúng rồi đó, Dân Trang đã bị chồng nó chôn sống, coi như đã chết rồi. Còn con cứu được một Dân Trang hoàn toàn mới. Con hãy đem nó đi nơi khác đi, tránh xa kẻ bạc ác kia đi con à. Dạ, chắc cô ấy chưa tới số nên tôi đến kịp thời. Tại tên Hiền mới đắp lắc sơ sơ thôi để che mắt mọi người nên tôi mới cứu kịp. Nếu không là cổ ra người thiên cổ rồi ạ. À, Trang Thị, tại sao chồng cô lại cố ý giết cô? Anh Hiền tính tình nóng nảy, hễ chuyện gì không vừa ý là anh nổi giận đánh con, không cần biết đúng sai. Còn sự việc hôm đó, chỉ vì nhìn thấy con đứng nói chuyện với anh Đạo Sinh trên đường làng nên anh ấy mới nổi giận, xuống tay đánh con té chết giấc à. Vì sao cô và Quang Đạo Sinh lại gặp nhau? Khi con đem cơm ra ruộng thì gặp anh Đạo Sinh. Anh ấy dừng lại chỉ để hỏi thăm thôi ạ. Sau khi cô qua được tai nạn này, mọi chuyện tiếp diễn như thế nào? Dạ thưa Quang,
con như người chết đi sống lại. Nếu đạo sinh không cho con tá túc thì con cũng sẽ bỏ đi thật xa, vì con quá sợ hãi khi sống chung với người chồng độc ác, nhẫn tâm giết chết vợ mình. Vì thương cho thân phận của Vân Trang nên tôi đem nàng về dinh để kết nghĩa phu thê, không cưới hỏi gì cả, để Vân Trang thoát khỏi tay người chồng bạc ác kia. Dạ thưa quan, con thật sự là không cố tình giết vợ con đâu, mong quan xem xét à. Im miệng, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mặc dù ngươi không cố tình giết người, nhưng khi thấy vợ ngươi bất tỉnh, ngươi không kịp thời cứu chữa, lại mang đi chôn sống như vậy. Hành động đó chứng tỏ ngươi đã mất hết tính người, tàn ác hơn kẻ giết người gấp bội. Ta phải trừng trị ngươi thật thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Lính, dám vào ngục. Quan à, quan à. Còn Đào Sinh, ngươi đã có công cứu Trang Thị thoát khỏi kiếp nạn. Giá lại hai người cũng đã quen biết và có ân tình từ trước, nên hai người đến với nhau mà không mang tội gì. Bãi Châu!